Gentoku Himuro, anh ta là con trai của thủ tướng tại vùng đất Toto, người có tầm ảnh hưởng đến tất cả những người khác, bao gồm cả việc nghiên cứu Pandora Box, thứ đã làm cả đất nước Nhật Bản thay đổi khi tạo những bức tường khổng lồ với tên gọi Skyward. Nó ảnh hưởng tới toàn cục, tạo nên thế tam trụ của cả đất nước Nhật Bản. Là một người xuất hiện từ đầu phim, thể hiện rõ sự mưu mô toan tính, lợi dụng Bill để hoàn thành nghiên cứu về Pandora Box, cũng như dùng những lời lẽ lấp liếm của mình để che đậy thân phận là Macro một cách cực kỳ khéo léo, sẵn sàng đổ lỗi cho tất cả những người xung quanh để bản thân luôn nằm trong vòng trong sáng. Sự thật về Nairo chỉ xuất hiện trong một spin-off riêng về anh ấy, kể về quá trình trước khi Gentoku chuyển hóa bản thân hoàn toàn vào trong bóng tối. Sau sự kiện Skyward, Gentoku lúc này đã được bổ nhiệm làm giám đốc của bộ phận nghiên cứu. Nhưng anh phát hiện trong bộ phận của mình có một kẻ mang tên Takumi Katsuragi. Hắn ta đang thực hiện những kế hoạch bất hợp pháp lên những con người, biến họ trở thành những quái vật với tên gọi Smug. Ban đầu anh tính ngăn cản thí nghiệm của Takumi, nhưng nhận ra rằng bản thân của mình cũng không được quá nhiều người trong hội đồng tin tưởng, vì Gentoku luôn theo đuổi mục đích phải có thực lực, chứ không phải chỉ dùng sự bình đẳng hay là những cuộc thương thuyết suông để giành lấy sự bình đẳng giữa cả ba vùng đất. Anh luôn tin rằng những vùng đất còn lại luôn trực chờ xâm chiếm vùng đất Toto của anh cũng như cha mình, nên luôn trong tâm thế muốn xây dựng một lực lượng khổng lồ bảo vệ bản thân cũng như sẵn sàng xâm chiếm những vùng đất còn lại, thống nhất lại Nhật Bản một lần nữa. Kế hoạch của anh gần như bị tất cả mọi người từ chối, đến cả người bạn thân cũng không tin tưởng anh vì nghĩ anh bị khống chế bởi sức mạnh từ Pandora Box. Bất lực, tất cả những suy nghĩ đó đã khiến anh đặt hết niềm tin vào Takumi, đưa anh ta tới một phòng thí nghiệm mới để tiếp tục nghiên cứu Smug. Quyết tâm của anh chỉ thực sự được đẩy lên cao trào khi Evos ra tay với người bạn thân còn lại của anh. Anh đã quyết tâm bắt tay với quỷ, thành lập nên tổ chức FAO, kích hoạt thứ vũ khí còn đang dang dở, Strange Steam Gun, chuyển hóa cùng với chiếc bottle với sức mạnh của dơi, một trong những đối trọng ở đầu phim của Bill.